Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà Đẹp Kiên Phú Mỹ. Vẫn như thường lệ thì trong mỗi video, Kiều Loan sẽ giới thiệu đến quý vị một công trình đẹp mà Kiên Phú Mỹ đã thực hiện trên khắp 63 tỉnh thành. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với thành phố Lào Cai để khám phá một mẫu biệt thự 3 tầng, mái Nhật mang phong cách thiết kế rất cổ điển của gia đình nhà anh Sáng. Căn biệt thự 3 tầng tân cổ điển tại Lào Cai được xây dựng trong khuôn viên đất rộng 550m2 với diện tích xây dựng là 130m2 trên một sàn, và toàn bộ phần diện tích còn lại thì sẽ được sử dụng làm hệ thống sân vườn và tiểu cảnh, mang lại một cái không gian sống lý tưởng cho gia chủ. Ngôi nhà được thiết kế hài hòa với sự kết hợp của kiến trúc cổ điển phương Tây cùng với những nét trẻ trung tươi mới của kiến trúc hiện đại, mang đến cho công trình một vẻ đẹp thời thượng và bền vững theo thời gian, để tôn nên vẻ đổ sộ cũng như là tạo được cái khoảng không gian mở tiếp xúc tối đa và dễ dàng di chuyển ra không gian bên ngoài sân vườn, thì căn biệt thự này được thiết kế với hai không gian sảnh. Ở khu vực sảnh chính thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế nổi bật với hai trụ cột tròn lớn được trang trí bằng hệ thống hoa văn phào chỉ tinh xảo và nâng đỡ ban công mũ vương miện quý tộc ở tầng 2, tạo được sự bề thế sang trọng cho không gian mặt tiền. Còn ở khu vực sảnh phụ thì cũng được bố trí hai hệ cột trụ tròn lớn thông từ tầng 1 lên tầng 2 và có nhiệm vụ nâng đỡ hệ thống ban công vuông vắn của tầng 3, tạo sự cách điệu mới lạ cũng như là thêm sự thông thoáng cho phần sảnh phụ này. Hệ thống cửa chính được sử dụng chủ yếu là chất liệu gỗ cao cấp, làm tôn nên vẻ đẹp sang trọng, bề thế của ngôi nhà. Bên cạnh đó thì hệ cửa sổ lại được sử dụng bằng chất liệu nhôm kính sinh pha cao cấp, có thiết kế lớn chạy khắp xung quanh nhà. Điều này thì giúp cho không gian nội thất luôn thoáng, sáng và tràn đầy sinh khí. Ở những thiết kế tân cổ điển thì tông màu sáng sẽ luôn được chọn làm tông màu chính. Và ở căn biệt thự này thì màu trắng sữa sẽ được sử dụng làm tông màu chủ đạo, làm nổi bật hệ mái Nhật, khiến căn biệt thự trở nên đẹp hoàn hảo với từng chi tiết nhỏ. Ngoài ra thì điểm xuyến trên tôn màu trắng sẽ là hệ ban công bằng nhôm đúc, hoa văn mạ vàng cao cấp, làm cho ngôi nhà trở nên cuốn hút sang trọng hơn, phảng phất chút hoài cổ vào trong màu sắc hiện đại tươi trẻ. Tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng tham khảo công năng các tầng của căn biệt thự này nhé. Sở hữu diện tích lên tới 130m2 trên một sàn, mặt bằng công năng tầng 1 sẽ được bố trí rộng rãi hợp lý với một phòng khách 50m2, một phòng bếp ăn 41,5m2 và một nhà vệ sinh chung. Tầng 2 bao gồm một phòng sinh hoạt chung 16,5m2, một phòng ngủ master khép kín có khu vực thay đồ 41,5m2, một phòng ngủ khép kín 24,5m2, một phòng ngủ khép kín 24m2 và sân phơi. Tầng 3 gồm một phòng thờ 17,5m2, hai phòng ngủ nhỏ, một phòng kho, một phòng thể thao, sân chơi và nhà vệ sinh chung. Từ sảnh chính bước vào là không gian phòng khách rộng và thoáng, có diện tích là 50m2. Ở không gian này thì sẽ được bố trí một bộ sofa da kết hợp gỗ mang phong cách tân cổ điển, sang trọng với kích thước lớn. Cạnh thang bộ sẽ là hệ tủ TV được thiết kế mềm mại và sang trọng. Ở hệ tủ này thì sẽ được mix giữa phần gỗ kết hợp với vách CNC và vách đá đối xứng. Điểm nhấn thêm là các hoa văn tinh tế và nổi bật. Bên cạnh đó là một hệ cột vòm thông không gian sảnh thang, được thiết kế liền mạch với hệ tủ TV. Đối diện với sofa là một hệ cửa kính lớn, có thể mở cửa và nhìn ra không gian tiểu cảnh bên ngoài. Đi qua phòng khách sẽ tới khu vực sảnh thang của ngôi nhà. Như quý vị đang quan sát trên mặt bằng thì có thể thấy rằng là gia đình anh Sáng đã chọn sử dụng kết hợp cả thang máy và thang bộ, giúp thuận tiện cho việc đi lại của gia đình. Bên cạnh sảnh thang, kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí một nhà vệ sinh chung, đối diện sẽ là không gian sảnh phụ thông thoáng. Đi qua sảnh thang sẽ là phòng bếp ăn, có diện tích 41,5m2. Đây quả là một diện tích bếp lý tưởng với những người vợ yêu nội trợ đúng không ạ? Phần công năng bếp thì được bố trí rất là gọn gàng và khoa học. Bên này thì chúng ta có thể thấy rằng là có hệ tủ TV kết hợp tủ rượu Tây. Và phía bên ngăn với khu vực WC thì bên này chúng ta có hệ tủ để đồ trang trí kết hợp với để rượu ngâm. Khu vực bếp được bố trí đầy đủ, có hệ tủ bếp dưới này, hệ tủ bếp trên, tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng kết hợp tủ đồ khô. Bên này có cả đảo bếp rất là rộng và thuận tiện phải không ạ? Phía bên sau nhà thì được bố trí hệ cửa sổ, giúp nhận được nguồn sáng tự nhiên và lưu thông không khí, cho không gian phòng bếp luôn thoáng sạch. Còn bây giờ xin mời quý vị xem qua một số hình ảnh về thiết kế 3D nội thất của tầng 2 và tầng 3 của công trình nhé.
Thưa quý vị, sau quá trình làm việc và trao đổi với chủ đầu tư, chúng tôi đã hoàn thiện bộ hồ sơ thi công bao gồm hình ảnh 3D ngoại thất, bộ hồ sơ thi công chi tiết, phần kiến trúc, kết cấu, điện nước và dự toán. Ngôi nhà có tổng giá trị thi công là 3,7 tỷ cho phần xây dựng hoàn thiện. Và công trình của gia đình nhà anh Sáng đã được triển khai thi công tới phần thép móng. Và chúng tôi đã trực tiếp về giám sát thi công phần này cho gia đình theo đúng như trong biên bản giám sát quá trình thi công mà cả hai bên đã ký kết để công trình đạt tiêu chuẩn theo đúng như bản thiết kế. Thưa quý vị, vậy là chúng ta vừa cùng nhau chiêm ngưỡng thiết kế căn biệt thự 3 tầng của gia đình nhà anh Sáng có địa chỉ xây dựng tại Lào Cai. Và nếu như quý vị đang có nhu cầu tham khảo thêm các mẫu công trình biệt thự đẹp thì hãy liên hệ hotline của Kiệt Phú Mỹ 0981 111 838 để nhận được sự tư vấn sớm nhất từ các kiến trúc sư của chúng tôi. Và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật tiến độ thi công của căn biệt thự này nhé. Cuối cùng, nhà đẹp Kiến Phú Mỹ xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.